sau rồi. Thì bà hay á, tại vì bà ăn chay. Ủa nãy có lên đen đỏ nào mà ba bình luận vậy? Mai Vi nè, bình luận đen đỏ lúc tắt like nè. Đen đỏ 150 có lên hả ta? Ờ có lên nè. Có lên đen đỏ mà đen ra chốt thử lên. Có mấy khi bỏ vô chốt lại. Lên lại mấy chị gái đẹp ơi. Áo vàng em đang mặc 250 nha mọi người. 60 kg đổ lại, 50 kg trở lên là mấy chị mặc đẹp nha. 60 kg đổ lại. Hàng von ăn đông nha mấy chị, 250. Em bán lấy tương tác 100k nha, chia sẻ giùm em. Lên 50 khách chốt 100k nha mọi người. Chốt giùm em 100k nha. Áo em đang mặc là 3 là 250 đó nha mọi người. Sớm có lên cái đen đỏ. Trăm ca nha, chia sẻ lên đông đông khách chốt 100k nha mọi người ơi. Màu vàng nha, áo vàng mẫu này là 250, giá bán là 250 nha. 60 kg đô lại dừa 100k, 100k bán lấy tương tác 100k. Beo nè, 60-65 kg beo ha. Mẫu đang mặc em có màu nâu, màu rêu, màu vàng, màu tím, hoa vàng. Em bán lấy tương tác 100k mở hàng nha mấy chị gái. Cái này vàng, cái này hoa vàng. 60 kg đổ lại mẫu này 250. Lấy tương tác mở hàng 100k. Màu nâu, màu rêu, màu tím, màu xanh lá, màu rêu nè mọi người. 60 kg đâu lại dừa màu xanh lá, giá bán là 250 nha. Chị nào không có chia sẻ thích áo này thì chốt bình luận giùm em màu với giá 250. 60 kg đâu lại dừa, còn chia sẻ lên đông khách thì em chốt 100k ha. Áo tương tác nha mấy chị, màu tím 100k. 100k cho em xin lượt chia sẻ. Chia sẻ tương tác giùm em nha. Áo bán 250 nha mọi người. Tương tác giùm em. Có mấy màu thôi à, áo rất là xuất sắc, hàng von. 60 kg đổ lại. Bán lấy tương tác cho em lượt chia sẻ. Không có chia sẻ hả? Không có chốt nha. 250. Màu tím, màu rêu, màu xanh lá. 250 có tương tác chia sẻ lên thì được bán thôi. Chốt mở hàng 100k. Hoa vàng. Mở hàng. Mở hàng 100k cho em xin lượt chia sẻ mấy chị gái ơi.
quá đỉnh luôn. Có 60 kg đổ lại thôi nha, 60 kg đổ lại, giá bán 250. Mấy chị chốt là cho em xin được chia sẻ, em chốt nha, không có chia sẻ không lên khách em không có chốt được. Bán mở hàng mấy chị gái, cái này màu cam, mở hàng là có chia sẻ, có tương tác giùm em chốt nha. Có 100k mấy chị phải chia sẻ. Chia sẻ kèm đơn giùm em hả mọi người. 100k mại vô, mại vô. Chia sẻ kèm đơn giùm em nha, lên khách em bán mở hàng giá 100k. Mở hàng 100k là lỗ, cái áo này hết 100 mấy nha. Chia sẻ giùm em. Má cha, dướng cái mặt. 60kg đổ lại thôi nha. Chia sẻ mạnh tay lên chốt 100k nha mấy chị. 50-60kg mặt dừa, xanh lá vàng cam beo, xanh lá vàng cam beo, tím, nâu riêu. Cho em xin lượt chia sẻ chốt. Trang Trần có chốt áo gì không thấy gọi kìa Hi. Chị chốt lại giùm em nha, có 1 cái à chị ơi, chốt 2 cái nào chị chốt lại giùm em nha. Áo em đang bán là vừa giá tương tác giùm em. Chia sẻ giùm em lên em bán 100k mấy chị gái ơi. 100k là giá tương tác nha. Giá bán 250. Chị chốt lại giùm em, bên em thấy có 1 cái à. Cho em xin lên lượt chia sẻ mấy chị gái ơi, không có chia sẻ là khách không lên được, không có bán giá tương tác được nha. Giá tương tác là mấy chị phải chia sẻ lên giùm em, có khách vô em mới chốt được nha. Không có khách mà em chốt vậy là tội nghiệp em lắm mấy chị gái ơi. Chị ơi chị chốt lại giùm em nha. Có 1 cái à, chị chốt lại giùm em ơi chị Trang Trần. Đỏ cho, đỏ nào ta. Chốt lại giùm em nha chị gái. Giá bán 250 giờ em bán, em xin mấy chị có chia sẻ giùm em thôi, em chốt có 100 ngàn là em bán đầu like giá tương tác cho nó vui á. Chị nào chốt thì chia sẻ giùm em nha. Chị Trang Trần chốt lại giùm em cái khác. Màu riêu, màu vàng, màu hoa vàng, màu xanh lá, màu nâu, màu tím nè, màu beo nè. Giá 250. Bây giờ á, chị nào mà có chia sẻ lên 50 khách chốt. Giá có 100 ngàn à. Giá sỉ là 220 rồi. Nhưng mà em bán lấy tương tác là mấy chị phải mạnh tay chia sẻ giùm em, lên lượt khách em chốt nha. Áo bà ba 50k nè. Bán tương tác 50k. Xanh riêu nâu là chị chốt giùm em 250 nha chị Trịnh Hải. Trịnh Hải gì nè, chị chốt giùm em giá 250 nha. 250 một cái. Giá 100k bán đầu like lấy tương tác là phải lên 50 khách giùm em, chia sẻ giùm em lên bán nha. Em bán mở hàng một cái 100. Còn chị chốt 2 cái bình luận giùm em. 250 một cái nha. Có 60kg đổ lại à. Áo này em bán tương tác 50k nha. Bà ba em có 60kg đổ lại dừa. Bà ba em có nhiều màu á, tím, đỏ, cam, hồng, vàng, xanh lá. Chị chốt bình luận giá giùm em nha, 250. Chia sẻ giùm em thì em chốt giá 100k giá đầu like ha. Giá đầu like, giá tương tác. Mấy chị muốn chốt hàng, mở hàng cho em, mấy chị phải cho em xin lượt chia sẻ thôi sẽ lên khách em mới chốt được. 50-55, 57, 60kg đổ lại nè. Mẫu này sẽ tà. Mẫu này có đủ màu luôn á. 220. Cho em xin giá nha chị gái. Chị Hải.
chốt cho anh xin giá nha, áo đó 250. Lên 50 khách bắt đầu em mới chốt là giá. Rửa chốt bình luận giùm em nha. Mở hàng thì 100k, lên 50 khách chốt 100. Đầm nè mọi người, đầm bên em nó là 75kg đô lại nha. Giờ em bán cho mấy chị 220. 250 em bán 220 nha, 75kg đô lại. Chị nào chốt thì bình luận màu, em có màu vàng, màu hồng, màu đỏ, màu tím. Nói chung là đầm này nó còn nhiều màu mà tùy theo nha, còn size không đủ size. 75kg đầm vàng nè, giá 220. Cho em xin lượt chia sẻ nha chị gái. Chào chị Mai Lan. 50 khách chốt 100k. Còn không có chia sẻ, không có lên khách được là em chốt 250. Chị nào chốt thì bình luận. Rưỡi một cái nha. Hàng von An Đông. Xanh này 120. 60-65kg dừa. Chị nào chốt thì bình luận giùm em nha. Bán lấy tương tác, lấy mở hàng là giá 100. Đeo hoa vàng 60kg đô lại. Màu riêu giá bán là 250. Chị nào mà không có chia sẻ thì chốt giùm em 250. Chị nào không có chia sẻ chốt giùm em 250 nha. Riêu 50-60kg dừa. Tím giá bán 250, chị nào không có chia sẻ thì chốt giùm em 250 nha. Tím 60kg đổ lại. Cam xanh lá có 60kg đổ lại thôi nha, không có chia sẻ là không có chốt được giá 100 đâu mọi người. Xanh lá giá bán là 250 nha. Màu vàng mở hàng giùm em 100k, bán giá mở hàng 100k. Chị nào chốt thì bình luận. 60kg đâu lại. Đen cam 60-65kg giùm em. Xả 200, chị nào chốt bình luận. Đen cam giùm em xả 200. 60-65kg nha. Áo bà ba em bán tương tác 50k. Áo bà ba tương tác 50k chốt bình luận. Rêu 70-75kg giùm em nha. 70-75kg giùm em giá 230. Màu rêu màu tím 60-65kg 220. 60-65kg tím 220. Màu nho 250. Xả 230.
bèo 250 á chị gái. 60 kg đổ lại, 50 tới 60 kg áo bèo 250. Chốt giùm em nha. Áo bèo 250 bình luận giùm em. Không có chia sẻ là nó không có bán cái giá tương tác được. Áo bèo 250, 50 tới 60 kg chốt bình luận. Chốt bình luận giùm em nha chị gái. Em bán giá tương tác lấy mở hàng á là 100k, mấy chị không có tương tác là mấy chị chốt giùm em 250. Đen tím này, ớt quên màu nho này ha, 230, 250 xả 230 chốt bình luận. Nho giùm em 230 chốt nha. 60 65 kg. Chị có chốt áo bèo bình luận giùm em 250 nha. 60 kg mặt đẹp. 50 60 kg á. 230 chốt bình luận. Đầm đen hết size 75 kg. Cái màu vàng hồi nãy thì còn size 75 kg, màu vàng với màu hồng, màu đen hết, size 75 kg rồi chị gái. Chốt màu hồng màu vàng thì còn 75 kg. Giá em đang xả 220, còn hơn chục, còn mười mấy cái nữa à. 250 em xả 220 chốt thì bình luận màu vàng với hồng thì em có. Màu cam, màu hồng, màu vàng, nhưng mà tùy theo size. Màu nho này 65 kg đổ lại nha. Chốt cái màu vàng hồi nãy 75 kg đó chị. Nho giùm em 230, 250 em xả 230 nha. Hết màu đen nha. Có áo tay lưới chị. Áo lẻ đúng không? Cái này giùm em đen tím 230, 250 em xả 230 nha. Đen tím. Mẫu này thêu đằng sau nè, 250 xả 230 chị gái nào chốt. 60 65 kg dừa. 60 65 kg dừa nha, bộ. Bộ đen tím xả 230. Có tay lưới. Còn ít màu. Chị nào chốt bình luận. Màu đỏ nè. 70-75 kg giùm em 150 nha. Tay lưới là màu đen xanh á, em còn màu đen xanh. Cái này màu nâu. 75 kg đổ lại. 150 màu nâu chốt bình luận. Em có màu nâu, màu trắng. Bán giá tương tác 50k giùm em nha. Có chia sẻ chốt 55-60kg 50k. Áo bà ba. Tương tác chia sẻ giùm em. Áo lẻ tay lưới đúng không chị gái? 70kg đủ lại em có hàng nha. Chốt đen đỏ bình luận giùm em. Nguyên bộ nha, cái này bộ 220 đen đỏ 50-60kg chốt bình luận. Hết số 2, mẫu theo sau lưng đó là số 3. Có màu nho với màu đen ha. Màu đen đỏ là số 3. 60kg vừa chị. 60 tới 65. Áo này em bán tương tác nha, có chia sẻ chốt 50.000. Thêu sau lưng đó mẫu đó hết. 250 xả 230, còn màu nho với màu màu đen đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ này là 220. Màu đỏ này 70 kg nha. 220 chốt bình luận giùm em xả 200. Màu đỏ này 70 kg chốt. Xả 200.
70 kg chốt nha. Đỏ. Màu đỏ này chị nào 60 kg. 70 kg nha, 65 70 kg chốt giùm em. Đỏ xả 180. Đỏ này 220 xả 180, chị nào 70 kg chốt. Xả 180 đỏ nha. 65 70 kg dừa. Đỏ 220 xả 200. 70 kg dừa. Chị nào chốt đỏ bình luận. Đây, đúng rồi. 60 kg dừa màu hồng. 60 kg nha, tay cánh tiên. Lương liên ok. 55 tới 60 kg á chị. Chốt kèm đơn giùm em nha, kèm chia sẻ kèm đơn. Cái này một cặp là 140. Chị có lấy thì chốt. Cái áo này em bán giá tương tác nè, 50.000. Chốt thêm giùm em cho nó đủ đơn đi ha. Còn màu xanh, màu cam, màu vàng, màu hồng. Một cái là 90.000. Em bán hai cái á, một cặp 140. Chị nào chốt thì bình luận. Xe nhỏ nha, 55 tới 60 kg. Có xe 50 kg nữa, còn hai cái xe 50 kg. Chị nào chốt bình luận, em còn có mấy cái à, một cặp là 140 nha. Chốt bình luận. 50 kg em còn màu xanh với màu đỏ, màu cam. Chị nào 50 kg chốt nha. Chị chốt được đủ đơn giùm em, một cặp là 140, em bán một cái tương tác 50.000 cho vui thôi. Chốt đủ đơn 150 đi đơn nha. Màu hồng này nguyên bộ giùm em 220. Cái này 60 kg dừa. Hồng ruốc nha, đẹp lắm. 220. Tay cánh tiên 60 kg dừa. Chị chốt thêm cái gì cho đủ đơn em đi nha chị Lương Liên. Màu xanh 50 tới 60 kg chốt giùm em 200. Xanh này 200 nha. Đen xanh đó mấy chị. 50 60 kg xả 200. Chị nào chốt bình luận. Xả 200 chị nào chốt bình luận nha. Đen xanh. Vàng 70 kg dừa. 60 65 kg nha. Vàng giùm em xả 200. Mẫu này 220 xả 200, chị nào 60 kg chốt nha. 60 65 kg vàng. Chị chốt cái 50 em chốt cho chị nha. Nhưng mà chốt kèm đơn cho đủ đơn đi nha chị gái Mai Lan. Một cái tương tác. Một cái tương tác, một cái thứ hai là giá khác, giá em bán nha. Có chia sẻ em chốt một cái à. Cái tiếp theo một cặp là 140. Nó còn có mấy cái à, chị gái nào chốt nữa bình luận. Ok chị Mai Lan nè. Giá tương tác nha, em bán cái cho vui 50.000. Chốt thêm đủ đơn đi nha. Để xuống lại mấy chị không chốt nữa xả ra uổng. Ủa em chốt cho chị cái màu xanh rồi á chị. 55 tới 60 kg á, em chốt màu xanh rồi nha chị Mai Lan. Còn màu cam với màu xanh, màu đỏ 50 kg nha. Xe nhỏ. Chốt chị cái rồi á, có chốt gì thêm thì chốt.
Áo này 120 chị nào 60kg dừa nha. 65kg đổ lại dừa. 55 trở lên. Sơ mi xanh dương 120. Màu vàng 120. Chị nào có mấy chục ngàn á nhớ chốt thêm cho đủ đơn em đi. Sọc này em xả 70.000. 58kg đổ lại sọc đỏ. Sơ mi sọc đỏ nha, xả 70.000. Chốt cho đủ đơn em đi đơn nha mấy chị gái. Màu đen 60kg nha. 80.000. Màu đỏ 70.000. Cái đô lại màu nâu 150 nha. 65-75kg nâu dùm em 150. Màu cam 70kg dừa, chị nào chốt bình luận 70kg nha. Cam này là xả 200 chốt bình luận. Mấy chị chốt cái gì chốt đủ đơn giùm em đi. Riêu nào chị gái ơi, nãy giờ em có lên riêu không? Riêu nãy giá 100k là giá có tương tác đó chị. Giá bán là 250 nha. Chị có chốt thì bình luận. Mẫu 250 mình giải von 50-60kg dừa. Chị nào chốt thì em lên giá 250. Giá đầu like nãy em bán 100.000 mà không có ai chia sẻ, không có lên khách. Chị chốt 250 thì bình luận giùm em. Hai trăm rưỡi chị chốt về bình luận nha. Màu riêu, màu tím, màu vàng, màu hoa vàng, màu beo, màu cam. Mẫu này 250 chốt bình luận ha. Năm mươi sáu mươi ký hả, có chốt bình luận giùm em giá. Xanh em xả 70.000. Phơm dài chị nào chốt bình luận. 80.000. 80.000 xanh nha, xanh lá nha. Màu riêu này 80.000. 60kg đổ lại dừa. Riêu này 80 chị chốt về bình luận. Chốt bình luận giùm em. Nâu. Nâu mã 2 nha. 150 chốt bình luận. 75kg đổ lại dừa. Tới 70kg xanh đen 300. Riêu 80kg dừa, 80.000, 60kg dừa. Màu tím xả 120 nè. 60kg dừa. 120.
50 tới 60 kg vậy. Xanh lá ok chị Kim Lan. 60 kg dừa nha, chị nào chốt tím 120. Chốt xanh lá em ok chị Kim Lan rồi nha, tím 120 chốt bình luận. Chị nào chốt bình luận nha. Kem 70 kg đổ lại giùm em 200. Tím. Tím này 65 67 kg đâu lại nha, xả 200. Riêu. Xả 200. 65 67 kg đâu lại được nha mấy chị. Xả 200 riêu chốt bình luận. Đen xanh. 70 kg đổ lại dừa 150. Chị nào chốt bình luận giùm em. Xanh dương xả 80 luôn. 60 kg thoải mái nha. 65 kg đổ lại dừa. Xanh dương xả 80 luôn. Vâm dài rộng. Chốt bình luận giùm em. Màu đen tím. 200.000. 65 67 70 kg đổ lại dừa. Đen cam 150. 60 tới 70 75 kg dừa. Đen cam. Tới 75 kg chốt giùm em cái này đỏ 160. Đỏ 160 nha. Chị nào chốt nữa bình luận nha. Đầm 50.000. Đầm 50 nha. Hồng 80. 60 kg dừa. Đầm là 80 kg đổ lại dừa. Đỏ 300. 50 55 kg dừa. Chị nào chốt nữa bình luận giùm em mấy chị gái ơi. Đỏ xả 150. Đỏ 160 bùi ok. Bộ 150 nha. 65 tới 70 kg dừa. Chị nào chốt bình luận giùm em. Đỏ. Bộ này 150.
chốt bộ. Mấy cái áo này em xả 50.000 chốt bình luận nha. 55kg đô lại. Cam xả 50 chốt. 55kg đô lại dừa. Mẫu này dễ thương lắm mấy chị. Sắc nách nha. Để em mặc thử được không? 55kg đô lại là bao dừa. Có một ít là xả 50.000 mấy chị chốt nha. Năm mươi lăm ký đổ lại là bao dừa nha. Em to quá, em mặc nó hơi chặt mấy chị gái ơi. Chị nào chốt thì bình luận. Chị nào chốt bình luận giùm em nha. Cam 50, đen 80. Sáu mươi ký dừa. Cam ok, còn nữa chị lấy không? Còn mẫu này nhiều màu lắm. Trắng 80. Trắng 80 chốt bình luận. Đỏ 70. Cột nơ nha. Đỏ 70. Cam còn chị lấy không chị? Cam nè. Cam còn mấy cái? Đỏ 50 nè. Cái này 55kg đổ lại là mặt đẹp lắm. Đỏ 50. Xám 50. Xám 50. 55kg đổ lại nha chị Liên Phan. Trắng ok chị Mi Bùi. Xám 50k. Cái 55kg đổ lại nha. Đỏ 70. Đỏ 70 có cục nơ, chị nào chốt bình luận nè. Sọc xanh 70. Sọc xanh 70 nha, chốt bình luận. Đỏ ok Mi Bùi. Còn hai cái hay gì đó chị chốt luôn thôi. Đỏ 50 ok. Xám 50 chốt luôn. Sắc nách mà mặc thấy cưng lắm nha. 55kg đổ lại. Xám nè. Xám chốt luôn giùm em cho nó hết hàng. Sọc xanh 70. 60kg dừa nha. Sọc đỏ 70. Sọc đỏ 70 cột nơ. Đỏ nơ nha. Chốt bình luận 70.000. Sọc đỏ còn hai cái, chị nào chốt bình luận. Sọc đỏ 70. Vàng 120. 65kg đổ lại nha, cổ sơ mi. Đen chị chốt không? Đen 80. Đen chốt bình luận. Xanh dương 80. Xanh dương phơm dài 60-65kg được nha. Xanh dương riêu. Riêu 80. Chị nào chốt bình luận. Riêu 80 ai chốt bình luận. Em còn 2-3 cái. Hồng 80. Sọc này em xả 70. 58kg đổ lại sọc đỏ 70 nha. Cổ sơ mi đỏ nơ ok. Đó nơi còn hai cái đó, chị chốt không? Đó nơi nãy chốt một cái rồi nha, giờ là sọc đỏ ha.
Ở nơi nãy chốt một cái rồi á chị. Này sọc đỏ nha. Còn hai cái sọc đỏ nè. Sơ mi giùm em nha, sơ mi sọc đỏ 70. Sọc đỏ cục nơ nè, chốt bình luận giùm em 70 còn cái nha. Đen em còn mấy cái nữa chị nào chốt, đen 80 nè. Đen dưới riêu á mẫu này 80k nha. Này em xả 60 chốt bình luận nè. Đỏ 60. 55kg dừa. 55kg dừa chốt bình luận. Đỏ 60.000 chốt bình luận giùm em nha. Đỏ 60. Cái này 60kg dừa. Đầm cam 120. Xả nha, 65kg đổ lại giùm em 120. Còn một cái duy nhất. Chốt 120 luôn. Đầm cam. Xanh 80. Phát lấy mấy cái vòn ngay chân ghế là đây phát. Ở mấy chỗ đó đó. Cắt ra đem lại đây. Cam 80. 60kg dừa nha. Cam 80 chốt. Hồng 70. Hồng 70 chốt nha. 60kg đổ lại dừa. Hồng chị nào chốt bình luận. Hoa này 70. Hoa ha, 70. 57kg đổ lại dừa. Hoa 70. Đầm sọc 90. 90 nha. Sọc xanh. Chị nào chốt bình luận. Áo này còn cái xả 70. Đen. Mẫu này 60kg dừa, xả 70 chốt bình luận đen nha. Cam ok chị nè. Ok mi bùi. Đen 70 chốt luôn không? Mẫu đó là bữa hổm 90. Chị nào chốt bình luận giùm em ha. Hồng ok. Đen nha. Đen 60. Chị nào chốt bình luận. Đen 60. Vàng 60. Liên Phan ok đen. Chị nào chưa đủ đơn nhớ chốt đủ đơn 150 chốt em đi đơn luôn nha. Đen 7, đen 60. Cái này 55kg đổ lại đen với vàng nha. Vàng 60k xả cho hết hàng. Đen với vàng chị nào 55kg đổ lại. 60k. Sơ mi sắc nách nha. 60 chốt bình luận. Cái này sọc giùm em đi. Sọc 60. Chốt bình luận với chị gái ơi. Sọc 60 nha. Xanh dương 250. Xanh dương này là 55 tới 70kg. Em có xanh dương với lại màu đỏ với màu xanh gì nữa đó. Mẫu này còn 3 cái ha. 250. Chị nào 55kg chốt cái này sọc 60k. 80k. Xả 70 luôn. Cái này sắc nách 60kg vừa nha. 70k. Chị nào chốt cái này giùm em.
xã 70. Màu gì ta? Vàng đi. 70 nha, chị nào chốt bình luận. Còn lẻ lẻ em xả hết. Mai lan ok. Có 55kg nha chị. Ok chị Mai Lan. Chị nào chốt cái nào áo em đang mặc là sơ mi sắc nách giùm em vàng đi. 70.000. 60kg vừa. Đầm này em xả 50. 50k nha, dễ thương quá. Đầm màu xám. Áo này 100 em xả 50 nha. Chị nào 65 70kg vừa. Từ 55kg trở lên. Đầm mặc ngủ sướng lắm mấy chị. Chị nào chốt bình luận. Đỏ này đẹp nha. 60-62kg vừa. Đỏ 120 chốt bình luận. 60-62kg ha. Hàng này nghiêm tới mấy 200 mấy lận nha mấy chị. Có 1-2 cái gì xả. Đỏ 62kg đổ lại. 55kg trở lên là đẹp nha. Đỏ 120. Chị nào chốt bình luận. Dễ thương lắm luôn cái đỏ. Vàng. Vàng xả mấy chị. 90. Vàng giùm em nha. 60kg vừa. Chị nào chốt đỏ bình luận. Đỏ 120, vàng 90. Vàng này 60kg vừa. Ai chốt nữa không mấy chị? Chín mươi chốt bình luận nha. Áo này 350 xả 280 nha riêu. 65kg vừa. Chị nào chốt bình luận giùm em. Vàng này có cột ngang cái eo. Em có mẫu von hàng nghiêm 250, chị nào chốt bình luận ha. Von từ 60kg đổ lại 250. Con 250. Áo hai lớp. Lần nào em lên em qua rồi chị lại kêu em lên lại, em cũng biết giờ nó nằm tùm lum hết. Lần nào em lên chị cũng không có riêu giùm em xả 200. Riêu nha, 65-67kg vừa. Chị có chốt thì bình luận giùm em. Riêu 200. Đen tím. Xả 200 nha, mấy bữa hổm thì xả 250, giờ em xả 200 cho hết luôn. Đen tím. Chốt bình luận. Màu tím. Xả 200 nha. Mặc lên đẹp lắm. Có màu xanh nữa. Màu kem giùm em xả 200 nè. Chị nào chốt thì bình luận. Vàng sắc nách. Ok, vàng sắc nách nè. Mai lan ok nha. Màu kem 200 luôn. Bữa trước xả 250, giờ xả 200 chốt thì bình luận.
màu xanh 170 nè, 55kg đậu lại dừa. Em còn cái xanh của ban đâu rồi ta, xanh của ban đẹp lắm. Màu tím xả 200 luôn. Hai lớp mẫu này đúng không chị? 65 67kg dừa. Có cái xanh của ban nữa, nãy em thử thử em bỏ đâu rồi, đẹp lắm. Màu kem em còn bao la. Màu đen. Màu kem còn mấy nhiều nha. 50kg xả 170 nè. Đen tím 50kg. Mấy mẫu đó đúng không chị? Hai lớp này là 220 nè. Màu tím. Hai lớp này 220 chốt bình luận. Màu tím. Màu xanh lá với màu tím. 220 nha, xanh lá. Tím em còn 2 cái. Màu đỏ. Mẫu này 220. 50 tới 60 65 kg dừa. Màu xanh này xả 200. Số 5 67 kg thoải mái nha. Chốt thì bình luận. Trắng sạch 70.000. 60kg dừa nha. Trắng. Trắng 70 chị nào chốt bình luận. Năm mươi lăm tới 60kg mặt đẹp. Chị nào chốt bình luận giùm em. Trắng còn bao la. Chị nào chốt mỗi người một cái. Hai. Cả chục cái nữa nha. Trắng 70. Xanh lá 70. Xanh lá 70 chốt. Chị nào chốt bình luận giùm em. Trắng 70, xanh lá 70. Ký đỏ nè. 300. Đen hồng 300. 60 65 ký dừa. Chị nào chốt bình luận. Màu đỏ 130. 65 68 kg dừa nha. Đỏ 130. Chị nào chốt nữa bình luận giùm em lên mấy chị gái ơi. Nâu 150. Số 5 70kg xanh đen 300. Màu xanh 75kg đâu lại giùm em 150.
54. Màu trắng nha. 70 kg dừa. Chị nào chốt bình luận 70 kg nha, trắng. Đỏ này còn 2 cái 60 số 2 kg ha, chị nào chốt thì bình luận giá 120. Đen 80. Tới 58 60 kg dừa nha. Đen 80 chốt. Đen 90. 50 60 kg nha, xả 90 chốt bình luận. Chốt đen 90 bình luận nha, mẫu đó 120 cả 90. Sọc đỏ 70. Có ai chốt nữa bình luận giùm em lên đó chị. Cứ kêu đưa lên xong có chốt gì đâu, vài bữa vô kêu nữa nè. Kg đổ lại giùm em đen nha. Xả 100. 65 kg trở lên. Đen cam 150. Xanh đen 70.000. Xanh đen 70. Vàng 70. Chị nào chốt vàng bình luận 60 kg đổ lại dừa nha. Xanh đen với vàng là 60 kg đổ lại dừa. Còn cái đỏ nơ chị nào chốt bình luận thì mang 70 luôn. Đỏ nơ nha, còn cái sơ mi em còn có mấy cái à chị. Sơ mi mẫu cũ 65 kg đổ lại em còn mấy cái mấy màu á. Sơ mi 120 chị có chốt em lên. Tím giùm em 75 kg đổ lại nha. Giá 150. Sơ mi còn mấy cái chị chốt không? Màu cam 50. Chị nào 50 tới 55 kg chốt cam bình luận nha. Cam 50. Màu đen 170. Màu đen 170. 55 kg đổ lại dừa. Năm mươi ký nha, chị nào chốt 50 55 kg đen tím. Áo sơ mi không có đính đá chị. Em có áo 300, áo ăn đông á. Áo ăn đông á 300. Áo có đính đá, đính hạt, áo kiểu nha. Chị có chốt thì em lên. Màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu nâu, màu kem thì em cũng có á. Áo đính đá. Giá 300. 60 kg đổ lại dừa. Chị nào chốt nâu bình luận giùm em 150. 75 kg đổ lại dừa. Áo Quảng Châu ha, áo Quảng Châu á, áo Quảng Châu là có nha.
áo ron nào chị gái ơi? Áo đen nào chị? 58kg là mặc bảo đảm vừa, còn 60kg phải cao nha. Áo 80.000 á, áo đen. Sáu mươi ký là phải cao vừa ha, 80.000. Mẫu này dễ thương lắm. Sáu mươi ký mà không có cao là đừng chốt nha. Chị nào thấp thấp chừng 57-58kg đổ lại, 50kg trở lên. Đen 80 đó. Em mặc hơi ôm là mấy chị chốt chừng 5-7kg thôi. Dễ thương lắm. Không co giãn, mặc phải rộng rãi nó mới đẹp. 80k. Con 250 mẫu đẹp quá trời luôn. Mẫu có bo lai 250, 60kg đổ lại vừa. Con hàng nghiêm 250, chị nào chốt em lên. Đen xanh 150 nha, 70kg đổ lại vừa. Áo đỏ em xả 60.000. 55kg vừa. 55kg đổ lại xả 60. Bình luận. Đen xanh này 70kg nha. Đen xanh này tay lưới 140, em xả 120, chị nào chốt bình luận. 70kg. Xả 120. Đen giùm em 180, 65kg đổ lại vừa. Năm mươi 55kg 300 màu đen. Màu đỏ 150. 75kg đổ lại đỏ 150. Tím 75kg đổ lại tím 150. Ok chị Trần Hằng, chốt thêm đủ đơn em đi luôn nha chị. Một trăm tư tạm xả 120 á, chị chốt cái gì cho đủ đơn em đi luôn nha. Ký đâu lại vừa. Nó là 3 2 cái 140. Xả nha. 50kg giùm em đen riêu 250 xả 170. Màu đỏ 75kg đâu lại vừa.
Đỏ này là 150 nha, 75 kg đậu lại dừa. Áo bà ba là 60 kg đậu lại ha, chị nào chốt thì bình luận. Đầm 50. Đầm này 70-80 kg dừa ha, 60 kg trở lên. 80 kg dừa. Đầm 50.000. Nâu giùm em 150. 75 kg đậu lại dừa. Xanh 150. 75 kg đậu lại dừa. Tím 170. 50 kg dừa. Kem xả 170. 70 kg nha. Kem 170 chốt. Chị nào chốt gì nữa bình luận giùm em nha. Ký đấu lại dừa nha. Xanh nè, đầm sơ mi nha. 90.000. 60-65 kg dừa. Màu vàng giùm em xả 120, 60 kg. Chốt nha. Giảm cực kỳ tốt luôn. 120 chị nào chốt vàng bình luận. Mẫu này em có vàng, có tím, có xanh. Vàng, tím, xanh chốt bình luận. Chị nào chưa có đủ đơn nhớ chốt thêm giùm em nha, để xả ra mất công với chị gái ơi. Em đủ đơn 150 đi đơn nha. Chưa có đủ đơn chốt giùm em, chúc em đi đơn luôn. Tím 250 nè. 700 quên 70 kg đấu lại dừa nha. 65 67 70 kg. Tím 250. Tới 70 kg dừa. Chị nào chốt tím bình luận nha. 250. 60 kg đấu lại hoa vàng. 60 kg chốt nha, hoa vàng. Beo 250. Beo này 65 kg đậu lại dừa. Cam 250. Xanh lá 250.
60 kg đổ lại ha. Riêu 250. Vậy là chốt riêu Bình Luận. Có màu tím, màu nâu nữa. Màu vàng. 60 kg đổ lại giùm em. 250 một áo. Chốt mẫu 250 Bình Luận ha. Ai chốt gì nó chấm bài giùm em lên mấy chị. Chốt đồ bộ gì nữa không mấy chị gái ơi? Ai chốt gì nữa chấm bài em lên. Một cái lẻ 90, bây giờ em chốt một cặp là 140 nha. Chốt một cái là 90, hai cái 140. Chị nào chốt hai cái hai màu, màu xanh áo bà ba, có màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu cam, màu xanh lá, màu tím. Cầm 75 kg đổ lại. Beo đó 250, 60 kg, 60-65 kg chị có chốt thì Bình Luận giùm em lấy. Đầm 75 kg đổ lại nha. 250 giờ còn mấy màu em xả mấy chị. 220. Màu hồng với màu vàng, màu đỏ, màu cam. 75 kg đổ lại vừa nha. Chị nào 50 kg trở lên. Đầm 220. Beo 250 chị có chốt Bình Luận giùm em nha. Gòn này hàng nghiêm 200 mấy, có hàng xả thì mới xả mấy chục ngàn thôi. Beo này đúng không, chốt Bình Luận 65 kg đổ lại. Mấy cái này 60 kg đổ lại, giá 250 nha. Hoa vàng, vàng, cam, riêu, nâu, tím. Năm mươi sáu mươi ký màu tím. 170 nha, có một bộ à. Chị nào chốt Bình Luận 60 kg đổ lại, xả 150. Mã này 170, còn một bộ xả 150, chốt Bình Luận. Sáu mươi ký đổ lại chốt nha. Tím chốt Bình Luận giùm em. Mẫu này mới về là chốt 170, không có hàng chốt á mấy chị. Còn bộ thôi. Chị nào chốt nữa Bình Luận giùm em nha. Không em tắt like nha mấy chị ơi, mai chốt nữa em tắt like.
60kg, 65kg mặt cái beo đó dừa. Còn mấy cái hoa vàng 60kg á chị. Chị có chốt thì bình luận beo 250. Beo này màu kem nha. Chị nào chốt thì bình luận giùm em. Tím này 70kg đổ lại ha, 250. Ok chị Thúy Vân ha, áo này mặc đẹp, nó có nhiều màu mà nó hết hàng. Còn mấy cái size 60kg, còn mấy size 60kg chị nào chốt nữa em mặc thử cho mấy chị coi. Màu nâu. Sáu mươi ký đổ lại chốt nha. Chết đứt cái mạc luôn à. Mấy mẫu này mặc vô đứt. 60kg đó lại chốt mẫu này bình luận giùm em 250. Thay ra thay vô hoài đứt cái mạc luôn mấy chị gái. Xanh lá nha. Cam. Mẫu này 60kg đổ lại, chị nào 50kg trở lên mặc được nha. Vàng. Hoa vàng. Màu rêu. Không chị, hoa vàng 65kg không vừa, 60kg đổ lại, nhỏ hơn cái áo beo ha. Size
xanh 60 kg chốt bình luận giùm em. 55-60 kg giá xả 170. Mẫu này 65 kg dừa nè chị. Màu xanh đen. 250 nha. Ký thoải mái nha, 70 kg đâu lại dừa. Cái này có co giãn. Màu xanh đen. Màu xanh nữa nè, màu này màu xanh gì? Có 3 cái nữa. 250 nha, mẫu này tay cánh tiên. Màu đỏ. 70 kg đấu lại chị nào chốt bình luận. Đỏ với xanh đen giá 250. Em chốt đơn hết cho mấy chị gái luôn nha. Gọi đi đơn hết mấy chị gái luôn nha, để ý điện thoại giùm em nha mấy chị. Ai chốt nữa bình luận. Màu xanh đen là chị nào chốt, màu xanh dương nha. 65 kg thoải mái nè. Xả 80.000. Chị nào chốt nữa bình luận giùm em. Hồng với xanh lá mẫu này 230. 65 kg đô lại dừa. Chị nào chốt bộ bình luận giùm em lên. Bộ nhiều mẫu lắm. 65 kg đô lại dừa nha. Bộ xanh lá, bộ hồng. Chốt nữa em chào mấy chị gái nha. Các like đi đơn hết nha mấy chị gái.